Chào mừng cô chú anh chị quay lại với channel bên Trường Anh Ô Tô nha. Gencha 206, xe full đồ chơi, hai cụm đèn, chủ nhà lên lép hết toàn bộ. Nước sơn bên ngoài bóng không bà con, bóng loáng. Chủ nhà lên mâm nè, đồng thời thay che nó 4 quả vỏ mới 100% luôn, đăng kiểm mới luôn. Tháng 4 năm 2023, nói chung cái mẫu xe này cái gì cũng mới hết bà con ạ. Đó, sơn xi bên ngoài không tì vết luôn nha cô chú anh chị. Form đẹp không? Mẫu này tiết kiệm xăng, máy coi 5.6 gì rồi, tiết kiệm nhiên liệu đến tuyệt vời. Cô chú anh chị nè, dàn vỏ chủ nhà thay mới tinh nha. Ghế ở trong là full hết rồi, full hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Đồ đạc thì mẫu này đi bà con biết rồi. Đồ đạc thay cực kỳ là dễ, dễ thay dễ sửa. 72 Vũng Tàu 44842, số đẹp rồi chứ. Ok không bà con? Đó là hàng VIP cho cô chú anh chị lựa chọn nha. Đây nè, cô chú anh chị nhìn phần nội thất nè. Đó, phần option nội thất của em nó nè. Ghế thì chủ nhà đã bọc toàn bộ ghế da xịn sò cho em rồi nha. Đi đôi là màn hình nè, cam hành trình nè, camera da full HD nè. Lên kính đồ chơi rồi, 139.730 km rồi. Vô lăng nguyên bản là không có dấu hiệu là bị phai mờ trên vô lăng nhé. Đó, anh chị thấy vô lăng không? Vô lăng mới không? Đèn còi cực kỳ là lớn, trợ lực nhẹ tưng. Được chưa? Sạch sẽ không? Bộ kính cửa thấp bi nè, được cái liền lè không có dịch vụ, keo chỉ là rin hết 100% nha cô chú anh chị. Xe không cứng không lỗi nha bà con. Đó, ghế bằng ghế phía trong là chủ nhà cũng sạch sẽ, bọc lại hết toàn bộ rồi. Nói chung người ta vô cũng nhiều tiền á, khá là nhiều tiền. Đây là phần chốt nè, chốt cửa là mới tinh, vàng ươm. Bộ kính cửa tắp bi nè, khá là ok, lóc khóa che an toàn, keo chỉ là rin hết 100%. Đây bà con, trải nghiệm tiếp tục phần máy cùng với Trần Anh nè. Nè, máy lạnh nè, mở phải có lạnh rồi cô chú anh chị ạ. Và đây, AC, cụm điều hòa cơ thôi. Nè, trang bị màn hình Android. Chúng ta có thể có bản đồ định vị, đầy đủ cái tính năng để chống bắn tốc độ, đo km trên đường đi. Đầy đủ tính năng lóc khóa mở cửa luôn nè. Đó, chủ nhà đầu tư nhiều chưa? Xin sao không? Nè, tắp lô, tắp bi liền lẻ, khai học để đồ. Ok chưa bà con? Và đây là chúng ta đi tiếp đến phần máy nha cô chú anh chị. Xe đẹp, nói chung là xe đẹp. Máy là bao êm cho bà con cô bác luôn. Đây là cục máy nè. Máy êm không? Máy rất là êm. Nói chung mấy mẫu này trợ lực thì chủ nhà cũng canh chỉnh lại, thay ngon lành hết rồi. Ok không? Mặt nắp cam cò có khui ra canh chỉnh trên, mặt nắp dưới còn nguyên bản nè. Đó vậy thôi bà con. 206 xài toàn xe khá là sạch sẽ. Máy nè, êm ru, nắp cabo. Đó vậy thôi, đam mê mẫu này alo cho em. Đây là phần cốp sau của em à. Cốp sau phần đĩa cách gì còn nguyên bản như thế này. Là keo trong cốp này. Đinh bấm nhựa. Đó, được chưa? Này xíu nữa em đưa ra em dọn cục máy nữa là đẹp rồi nha bà con nha. Đây là phần gầm. Đó, gầm bề của em đó. Thì cái gầm đẹp không? Gầm nó không có tí dưới một mọt nha. Đó là phần gầm nè. Đó, gầm khá là ok luôn. Được chưa bà con? Em bán chỉ có 135 triệu, bớt cô chú anh chị 5 triệu còn 130. Hồ sơ bao rút, được chưa? Đam mê mẫu này alo cho Trường Anh. Em khép lại chương trình tại đây này. Trường Anh, see you and goodbye.